Xin chào các bạn, tôi là Quốc Trung, nhạc sĩ, nhà sản xuất, đạo diễn Festival âm nhạc. Tôi rất vinh dự được là đại diện của Việt Nam tham dự ASEAN Korea Music Festival. Như các bạn đã biết, trong năm vừa qua đã xảy ra dịch bệnh COVID trên toàn cầu và Việt Nam chúng tôi cũng không nằm ngoài cái ảnh hưởng của dịch bệnh. Rất may là chính phủ và nhà nước Việt Nam đã kiểm soát rất là tốt dịch bệnh. Trong đợt đầu tiên khi dịch bệnh bắt đầu có ở Việt Nam thì chúng tôi đã phải giãn cách xã hội. Và tuy nhiên đến nay thì dịch bệnh đã được kiểm soát rất là tốt. Đã rất nhiều ngày nay chúng tôi không phát hiện những ca bệnh ở ngoài cộng đồng. Đấy là điều rất là may mắn. Tuy nhiên thì Việt Nam cũng bị ảnh hưởng rất nhiều về vấn đề kinh tế cũng như là di chuyển. Và đặc biệt trong ngành công nghiệp biểu diễn và công nghiệp âm nhạc thì cũng bị ảnh hưởng rất là nhiều. Khi ca bệnh đầu tiên xuất hiện ở Việt Nam, tất cả các cái sự kiện âm nhạc, các buổi biểu diễn đều phải dừng lại. Tất cả các nghệ sĩ đều đã phải ở nhà để đảm bảo sự an toàn cho bản thân và xã hội. Và chúng tôi đã phải thực hiện một cách rất là nghiêm túc những quy định của nhà nước. Và điều đó ảnh hưởng đến toàn bộ cái nền công nghiệp âm nhạc ở Việt Nam, ảnh hưởng đến rất nhiều đến đời sống của các nghệ sĩ như là những người tham gia vào công việc tổ chức biểu diễn. Trong thời gian đầu, khi lần đầu dịch bệnh xuất hiện ở Việt Nam thì những người nghệ sĩ chúng tôi đều mong muốn đưa ra những cái lời động viên bằng những cái tác phẩm âm nhạc, bằng những cái hình thức biểu diễn tại nhà để động viên tinh thần của mọi người vượt qua dịch bệnh và động viên mọi người hãy ở nhà để giữ an toàn cho bản thân và cộng đồng. Chính vì vậy mà chúng tôi cũng như là nhiều nghệ sĩ đã tổ chức những cái buổi biểu diễn tại nhà, như là chúng tôi đã tổ chức chương trình Monsoon Music From Home và rất nhiều các chương trình khác ở Việt Nam. Các nghệ sĩ đã thậm chí sáng tác những cái tác phẩm mới, đưa ra những cái lời động viên cho cộng đồng và khích lệ mọi người để cùng nhau vượt qua dịch bệnh. Đã hết rồi ngày nắng chói chang, lúa đã vàng chiều đã khói sương, và đã hết rồi mùa bão với sông. Gió thu trong vườn vắng man mát hương đêm. Có như là mình sẽ không gặp nhau lần nữa. Phút giây im lặng có như bây giờ. Có như rồi mình sẽ không gặp mây lần nữa. Có khi nào mỗi cái gì để nhớ. Có như là mình sẽ không gặp nhau lần nữa. Những thứ em sẽ làm với tôi là gì? Em là em mong anh gìn giữ. Mà này chẳng có đứng ngồi, đứng ngồi với ai. Thì các nghệ sĩ cũng có rất là nhiều những cái chương trình cá nhân như là livestream, mở những cái lớp giảng dạy, những cái workshop và những cái buổi talk, những cái buổi nói chuyện đối với khán giả để giữ cái sự kết nối đối với khán giả, mang lại những cái niềm vui, và các nghệ sĩ cũng hợp tác với nhau thông qua các cái việc làm việc online để có thể đưa ra những cái sản phẩm âm nhạc mới trong cái điều kiện dịch bệnh mà phải cách ly và giãn cách. Trong cái điều kiện khó khăn như vậy thì rất nhiều nghệ sĩ và bản thân chúng tôi cũng tìm tòi những cái hình thức mới, những cái hình thức biểu diễn, những cái hình thức hợp tác, những hình thức sản xuất các cái sản phẩm âm nhạc, và đặc biệt là chúng tôi cũng nghiên cứu những cái thói quen mới để ngay từ lúc này hoặc là sau khi dịch bệnh
qua đi thì có thể đưa ra những cái hình thức biểu diễn, hình thức trình diễn mới đối với nghệ sĩ, đối với khán giả để có thể thay đổi những cái thói quen sau cái dịch bệnh. Thì chúng tôi cũng đã thử nghiệm những cái việc là những cái buổi livestream, những cái series trình diễn âm nhạc mà ở đó cái sự tương tác giữa khán giả ở tại nhà và nghệ sĩ nó gần gũi hơn. Sắp tới thể nghiệm khi mà những cái buổi biểu diễn nhỏ đã bắt đầu được cho phép trở lại thì có chúng tôi đã lên những cái kế hoạch để tổ chức những cái show biểu diễn mà với những cái quy mô nhỏ với tần suất nhiều hơn để có thể giới thiệu nghệ sĩ đến với khán giả ở những cái quy mô nhỏ và gần gũi hơn. Ngoài ra thì chúng tôi cũng tìm hiểu những cái sự giao tiếp của khán giả ở trên mạng xã hội cũng như là qua thông qua internet để có thể hiểu giữa nghệ sĩ và khán giả có một cái sự kết nối hơn và hiểu được cái tâm lý cũng như là cái sự mong muốn của khán giả đối với nghệ sĩ và qua đó để nghệ sĩ có thể trực tiếp tìm hiểu được khán giả của mình mong muốn ở mình những cái điều gì và những cái tác phẩm tương lai của mình sẽ đáp ứng được những cái điều gì để có thể đưa ra những cái quy mô, những cái mô hình và những cái địa điểm sáng tạo hơn cho cái việc tổ chức biểu diễn, mang lại cái sự sáng tạo mới cũng như là mang lại những cái tác phẩm mới, những cái hiệu quả mới hơn đối với khán giả. Chúng tôi cũng đã tìm tới những cái sự hỗ trợ của chính phủ, của Quỹ Văn hóa cũng như là Bộ Văn hóa để có những cái điều kiện tốt hơn và kết nối với những các nghệ sĩ quốc tế, từ đó đưa ra những cái chương trình digital virtual để có thể kết hợp giữa nghệ sĩ Việt Nam và nghệ sĩ quốc tế, rồi tổ chức những cái hội thảo, những cái workshop để thông qua đó giới thiệu những nghệ sĩ trẻ Việt Nam cũng như là bổ sung những cái kiến thức về sản xuất âm nhạc của nghệ sĩ quốc tế đối với nghệ sĩ Việt Nam, tức là những nghệ sĩ trẻ. Và chúng tôi có những cái sáng kiến là thông qua sự hỗ trợ của các quỹ văn hóa để kết hợp với nghệ sĩ quốc tế đưa ra những cái sản phẩm mới trong tương lai, trong cái điều kiện mà vẫn chưa có thể đi lại và di chuyển ở trên toàn cầu như vậy, thì vẫn mang tới những cái sản phẩm âm nhạc mới trong năm 2021. Chúng tôi kết hợp rất là nhiều những nghệ sĩ, nhất là những nghệ sĩ trẻ, đưa ra những cái mô hình hoạt động mới để thứ nhất là mang lại cảm hứng, duy trì cái cảm hứng sáng tạo cho nghệ sĩ, thứ hai là cũng giúp nghệ sĩ vượt qua những cái khó khăn về công việc cũng như là kinh tế trong cái điều kiện bị ảnh hưởng rất là nặng hiện nay. Và điều quan trọng là cùng nhau tìm đến những cái phương thức hoạt động mới trong tương lai ở những cái điều kiện mới để làm sao vẫn có thể duy trì cái sự hoạt động của nền công nghiệp biểu diễn nhưng mà lại vẫn giữ được cái sự an toàn cho bản thân nghệ sĩ cũng như là cộng đồng.
thì chúng tôi đã làm nhiều hơn trong cái công việc là digital, tạo ra những cái buổi workshop, những cái virtual concert ở trên mạng, và từ đấy cũng tạo nên những cái thói quen về việc trả phí bản quyền đối với khán giả, tạo cái tiền đề cho cái sự phát triển cho những thời gian sau. Đối với sự kiện lớn như Festival Âm nhạc Monsoon thì năm nay chúng tôi đã không thể tổ chức được. Tuy nhiên thì chúng tôi đã có một cái kế hoạch là thực hiện nhiều những cái sự kiện âm nhạc ở những quy mô nhỏ hơn để tiếp cận với những cái đối tượng, những nghệ sĩ trẻ tiềm năng nhiều hơn, nhân rộng cái mô hình hoạt động của nghệ sĩ, và cũng đã có những kế hoạch tổ chức nhiều cái workshop hơn để có thể tạo cảm hứng cho các bạn trẻ, tạo cái sự tự tin cho các bạn trẻ và hướng các bạn đến những cái kỹ năng tổ chức sản xuất một cách chuyên nghiệp hơn, để có thể tạo những cái niềm khích lệ cho những cái giấc mơ âm nhạc của các bạn trẻ. Và chúng tôi cũng đã tổ chức những cái nhiều những cái buổi biểu diễn như là Monsoon Space ở các địa điểm khác nhau ở các thành phố ở Việt Nam, để có thể có những cái nguồn nghệ sĩ trẻ cho Monsoon Festival vào năm tới. Cá nhân tôi, những nghệ sĩ và những người tham gia nghề công nghiệp âm nhạc Việt Nam cũng rất là cảm ơn tới tổ chức Asian Korea Music Festival đã tạo điều kiện thực hiện những cái giao lưu biểu diễn, để có điều kiện những nghệ sĩ trẻ Việt Nam được tham gia giao lưu học hỏi và được giao lưu với những nghệ sĩ quốc tế, và qua đó cũng giới thiệu âm nhạc Việt Nam tới quốc tế, và cũng là sự kết nối những nghệ sĩ quốc tế đối với khán giả Việt Nam. Và nhất trong những điều kiện như hiện nay thì đây là một cái niềm cảm hứng rất là lớn đối với đời sống âm nhạc Việt Nam. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn.